Nơi khi nông cam vị thi tức xâm lập đầy bài cơ hài, nơi thang ngay đầy mê prapô ní, khi nhóm xôn thoái cao ô prakun đọc bà Giê-xu Kri, đại lạc chế bà ôm chá rạp bò dưỡng, đại bác bà tiên này khi nhóm miên ọc ká, nôm dọc ạ thạc ạ thà mùi miên châm nông chương thà, xê và ca mạt mà nẹ, đại lạc mân ạ phay tố ôi kê, the unforgiving servant, một châm rịp chùn bà bà đất nắp, tiàng nơi khi nông bà tê Campuchia, tiàng nơi ai nê xa mật. Khi nhóm rùm băng thà, bóng phố nâng miên ọc ká, sạp, rì kết, hai thua ca vị này cháy đại khuôn ai. Thật ta ca à phê tố miên phép chăm bạch giang ná, nâng miên bà giáo giang ná. Thật ta bà chân bạch chá, trung à phê tố rồi biếp ná, nâng kri xâm phân bạch trái chá. Nâng thật ta bà chân bạch chá, trung à phê tố rồi biếp ná, nâng kri xâm phân bạch trái thamay. Đồng bây giờ bóng phố ôn, chế hôn nơi không thể nạ chế bột, đại bán tổ tu ca à phê tố ở rưu bị bạp cực giang. Đại chế à phê tố ở nhà đất tây, tam bầm non phá hạt tây, rồi bỏ bệnh chế mạch chạc. Xong rồi bóng phố ôn, bán bà cóp đại bà côn, nâng sẽ đầy sọc sàn. Dưới nâng chấp đám ạ thạc ạ thà rồi bỏ hiếng cho mỗi nâng ca sạch đáp ạ thạc bắt cung bì. Mà thay cho phút đọc bầm bấy, khó mà bấy bấy, đó khó xàm sạch bàn. Đối chứ nè, bà rít nây than xù, rít bà nâng sạch đạch mùi ông, đại chóng kết bình chi cho mùi bụng nẹ bầm ra. Bên sạch đạch chấp đám kết bình chi, miền kê nôm côn bầm lòng mà nẹ, đại chấm bẹp bạc bí cao đất mộc chụp sạch đạch. Hãy đòi bà rô nẹ nụ khám miên ở vầy xóm, cho vai ra bà quát, bình chi ai lụt luôn quát, tiền bà bún, tiền côn, tiền ra bò đại quát miên, đã mê dọc bạc mộc xong bầm lòng nụ. Đối chứ nè, nếu bầm ra nó còn lốt chân công nơi chân bố sạch đạch tuôn ông bò thà. Bố bật bạc cả rồi nà. Xôm trong mê ta bần dịp bê ai tôi bằng công sân. Tôi bằng công nâng xong bạc ông cực chẳng nuôn. Đòi bố mê bà hà tây ăn nất ở sâu đọc quát. Châu vai có đọc lên quát, tiếng lúc bầm nâu rồi bọc quát chào tiệt phòng. Phần thái bê nếu bầm ra nó chảnh tới, quát bàn chút nâng cu con rồi bọc luôn mà nè. Đại chung biệt bạc quát mùi rối đền nà rì. Quát có chấp cho bạch có nè nó. Tiếng bồ thà. Xong bạc đại chung biệt khả nhóm nô mô. Đối chân nét cụ con nó bỏ nè nó. Có khạp cho. Hai ông vò quát thà. Xong mê ta. Vân dịp bêl ở khả nê phong. Khả nê nâng xong anh. Tại quát mình bỏng tê. Tuy tư vinh. Quát bái chỉ chấp nè nó. Dốc tới đạc cốc. Rồi hốt to tại bàn xong bầm nô rùi. Các bộ cụ con đã bỏ quạt khởi đồ chứ nó. Kế mình chất chư chá á chứ khăn. Hồi kế còn nòm khí nế tử tùl prap cho vai ra bỏ luôn. Bị ca tăng phần màn đẹp bàn cạt làng. Vì nó, cho vai có hai nẹ nụ mộc. Hồi xu nẹ nụ thà. Nè, nẹ bầm ra ạc rộng. Dương bằng lúc bầm nó ra bỏ anh cho tiệm ơ. Bố anh bàn tử tùy ông vò dương. Đối chứ nè. Ta mình cú ơi anh ả nát mê ta đòi cú con rồi bỏ anh. Đối dương bàn ả nát mê ta đòi anh tê rứ. Cho vai rồi bỏ nẹ bàm ra nó. Mê sẽ đầy kào chứ khả lăng. Có bàn chú nẹ nó. Tự ơi kê thơ tì rô nà căm. Rồi hốt tò tè nẹ nó. Bàn xong bàm nó. Cúp chùm nôn. Đối chứ nế. Bởi vô bây nà rồi bỏ khả nhông đà công nơi thàn xù. Còn nâng bà bất chùm bố nẹ rò khả nhìa. Đối chứ nọc đài. Rồi sân bà nẹ rộng nìa, mình ớt tố, ai bằng phô đọc bọc luôn, đòi xe mọc bị chạch tì nụ. Bằng phôn chê tì xa lãnh. Ta ốc bằng màn cả thà, sẽ đầy ông bì, xê và ca mạng mà nẹ, đài mình áp phê tố ai kì. Bằng riêng dương dân nà, ông bì bà rích rộng bọc bà chì mẹ chá. Hai mình cả tệ dân nà, xâm rắp chì vứt nâng bọn kịch rộng bọc dương. Khi em xôm châm riêng, bằng phôn tiệm ngó ở chê riêng thà. Môn bê đại bà Giê-xu trùng lược dô ô bà mang cả thàn nà mùi. Mộc bằng riêng bộ sơ rô bà ông. Nâng bằng riêng mà hà chún. Bà ông trùng tay tại miên bộ thốc bằng nông bạc luật chân lịch. Ngày ní, chùm chóng chùm rịp ai bằng phô đăng thàn. Ta bà Giê-xu trùng lược dô ô bà mang cả thàn sợi ông bì xê và ca mặt mà nhé. Đàn mân ở phách thô ở kế, đâm bay xâm lạch và thúc bóng nông ở vầy. Khân nông cố bóng nông ở vầy. Tôi bố nhóm trong trầm đẹp chuyện ông tì, đám hẹt. Rồi có sách đây thật đàn. Đã bằng đàn ôi bà Giê-xu trung lược dược ở bà mạng cả thà ni,
một bằng riêng đọc bộ sách nâng mà hạ chân. Mà thái cho bộ đọc bằng bấy, không mà phải muối, đọc khó mà phải bì. Không mà phải muối, về nốt, bế trọ chôn một chất bà ông, hai tù thả. Bà ông mới chá ơi, bà bóng bà ông đã bỏ tù bằng cung, chết thay bà phất ông bơ bạp một lưu tù bằng cung. Ta tù bằng cung trở ạ tù ai quạt bà mạng đoàn, rồi hốt đoàn phạm bì đoàn rứng. À ta bắt cơ bí đá miên khlâm xa đưa cho nè thang. Về nó, lúc bây trọng chôn mộng chất, hỏi tu bà ông thà, bó bất bà ông mà chà. Bà bóng ôn rồi bó tu bằng cung, bà bất bạp tố nâng tu bằng cung, ta tu bằng cung trở ạ phay tố ai quật bàn mạng đó. Rồi hốt đoàn phạm bì đoàn rứng, khó mà phay bì. Bà Giê-xu miên bà bàn tù tự quát thà, chung bắt nè thà, mình men phạm bì đoàn tế. Cứ chất sập đoàn phạm bì đoàn. Chất sập đoàn cùng nâng phạm bì đoàn xe mà nâng buồn rồi cầu sập đoàn. Ất tập bắt đoàn nê phạm bì mì miên khlâm xa đôi chân nè thà. Bà Giê-xu tùng miên bà bàn tù tự quát thà. Khi nhóm mình phạm nè ọt à phay tố trầm phạm bì đoàn tế. Cứ rồi hốt đoàn chất sập đón con nâng phạm bì ai nọ. Chẳng dương tự ọc này ai đang thả. Bà Giê-xu trùng lước dược ốc bà mạng cả thả này một bằng liền bộ sơ bà bà ông nâng mà hạ chốn chia ca chlai tóp từ nâng sống nu rồi có chầm ngon rộp bà lúc bê trọ để bệ bọn nâng ca áp hay tố thả ta trở áp hay tố ôi bọn ôn là bọn quật để bàn thuốc hơn quật châm nguồn bằng màn đoàn lúc ai bọn ôn chạy tí xa lãnh áp hay tố ôi kê chất sắp đoàn quân nâng phạm bí nhưng dọc lệ chất sắp quân nâng phạm bí cứ sma nâng buôn rồi cả sắp đoàn miên nây thả áp hay tố ôi kê miên đàn cầm ngọc. Rứ áp hay tố ở kế đôi ít cầm nắp châm vun tâm mạng đồng lại. Một tôi nên thay ní, yên cầm rõ nâng khởi bổ rõ nà mà nhé. Rứ có sạch trây nà mà nhé. Rứ có cục ma ra nà mà nhé. Rứ có cục ma rây nà mà nhé. Vơ khó. Đó tới buồn rồi cả sập đoàn khởi nông mùi thay tôi nâng nè nà mà nhé. Nà, cầm rõ khởi nè. Thay ní, khi nhóm chăng châm rếp bọc ôn tự ơ, ơ chế thả. Bạn bằng tôn mất chiến đài mục tỷ. Hệ bớ cho bốc bốn khó đọc tỷ. Bạn bằng tôn bọc bớ miên chỉ vật rú miên bảo sát tập hiệp hay mất chiến ốc kèng đài mục tỷ. Kèng chắc tùm lúc. Rốt đầu tiên khăn chạy nấy rồi lấn nâng với nhiên. Rốt đầu tiên khăn chạy nấy xôn lá nâng khô chẳng. Còn tiếng vi đi cháy cùng nít nâng bồng nòng này chặt phòng. Bà Giê-xu trùng lước ốc bà mạng cả thà nè mùi nè mùi. Đã mùi nè đà miên chùm nư lưu bà ống. Tổ tu át thập rạy dọc này chế vật bò rệ bố. Căn tài tràn làng. Nâng đà mùi ơi nè đà miên chùm nư lưu bà ống. Bắt bóng át thập rạy dọc này chế vật bò rệ bố. Căn tài tràn làng, tràn làng. Ấy là ní, chùm xông chùm biệp chùm bằng ôn, ông bi chùm nít đùm bồn nây ốc bà mạng cả thà ra bỏ hiện. Bà rì chì trong kết bình chì, chùm mùi bộ rít xê và ca mạng ra bỏ bà ôn. The king would settle accounts with his servants. Mà thai chùm bút đọc bằng bấy, khó mà phải bấy, khó xàm sập răng. Khó mà phải bấy, đủ chân ấy, bà rít nây than xù, bệnh bàn nông sạch đạch mới ổng đã trong cách bệnh chi cho mùi bộ nệm bòm ra. À ta bắt cái bí đám miên khlâm xa đôi chân này thà. Hẹt này hai bàn chi bà rít nây thàn xù bệnh đô chi bà rít chi mùi ổng đã sắp bà ra tế trong cách bệnh chi cho mùi bộ rít xê và ca mạc rô bọc bà ổng. Khó xăm sắp rằng đôi chân này bà vô bây đà rô bọc nhầm đẹp cùng nơi thàn xù còn nâng bà bật châm bồn nè ạ rô khăn nìa đôi chân học đai. Bà sân bà nè ạ rô khăn nìa mình ắt tố ai bà bồn bà khăn lùn đòi smọc bì chặt tên nụ.
អត្តបទគម្ពីរដើមមានខ្លឹមសារដូចនេះថាបើអ្នករកគ្នាមិនអភ័យទោសឲ្យបងប្អូនរបស់ខ្លួនអស់ពីចិត្តរបស់អ្នករកគ្នាទេប្របិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ក៏ប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នករកគ្នាដូច្នោះដែរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអំពីអត្តន័យនៃពាក្យសេវកម្មថាជាបងប្អូនខ្លះធ្លាប់ឮពាក្យនេះច្រើនដងហើយ ប៉ុន្តែប្រជាបងប្អូនឡាទីនទើបនឹងលើចិលឹកដំបូងសេវកម្មាតខ្លាយមកពីពាក្យសេវកៈបូកនឹងអាមាតអញ្ចឹងសេវកម្មាតជាសមាសនាមជានាមផ្សំដោយនាមពីរបញ្ចូលគ្នាអង់គ្លេសថា king's servant តាមអត្តន័យនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្តេចជុនណាតសេវកម្មាតមានន័យថា មន្ត្រីអ្នកកុលបម្រើព្រះរាជាឬមន្ត្រីក៏បានឬរិទ្ធិសេវកៈក៏បានស៊ីគ្នានឹងចំណងជើងនៃអត្ថកថារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដែលមានចំណងជើងថា សេវកម្មាតម្នាក់ដែលមិនអភ័យទោសឲ្យគេតើបរិជ្ជាមួយអង្គនៅក្នុងឧបមានកថានេះជាឆាយារឺរូបភាពឬនិមិត្តរូបរបស់អ្នកណាព្រះរាជាមួយអង្គអឃីងជាឆាយារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃពិភពលោកទាំងមូលតើពួករិទ្ធិសេវកម្មាតរបស់ព្រះរាជា ជាឆាយារឺរូបភាពឬនិមិត្តរូបរបស់អ្នកណាពួករិទ្ធិសេវកម្មាតរបស់ព្រះរាជា King's servants ជាឆាយារបស់ពួកពន្តការីឬពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ជាឆាយារឺរូបភាពឬនិមិត្តរូបរបស់អ្នកណា My Heavenly Father, Chichaya, Nay Prebida Rabakri, Chi Omecha. Taka Kutbenji, Chamoy Puk, Rich Seva Kamad, Min Atene Yana. Ka Kutbenji, Chamoy Puk, Rich Seva Kamad, Settling accounts with his servants, Min Neta, Ka Kutbenji, Nay Bom Nolba. ដែលពន្តការីម្នាក់ម្នាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជំពាក់ព្រះអង្គតទៅនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺរិទ្ធិសេវកម្មាតម្នាក់ម្នាក់របស់ព្រះរាជាជាកូនបំណុលរបស់ព្រះអង្គ Each of the king's servants was his debtor Matthai ចំពោះ 18:23 ដូច្នេះ ព្រះរាជនៃឋានសួគ៌ប្រៀបបាននឹងស្ដេចមួយអង្គដែលចង់គិតបញ្ជីជាមួយពួកអ្នកបម្រើខ្លឹមសារដើមនៃអត្ថបទកាវីនេះគឺហេតុនេះហើយបានជាព្រះរាជនៃឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាព្រះរាជជាមួយអង្គដែលសពអហរតីគិតបញ្ជីជាមួយពួករិទ្ធិសេវកម្មាតរបស់ព្រះអង្គខ 9គេនាំកូនបំណុលម្នាក់ដែលជាពាក់ប្រាក់2កោដមកជួបស្ដេចខ្លឹមសារដើមនេះអត្ថបទកាវីនេះចែងយ៉ាងដូចនេះពេលព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ដើមគិតបញ្ជីមានគេនាំកូនបំណុលម្នាក់ដែលជាពាក់ប្រាក់10000ថាឡាន់មកគាល់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងអំពីប្រាក់ថាឡាន់ណាក្នុងរឿងនេះប្រាក់ដែល រិទ្ធិសេវកម្មាតម្នាក់នេះចំពាក់ប្រជាគឺ10000ថាឡាន់មួយថាឡាន់មានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលប្រហែលជា20000ឆ្នាំរបស់ពលករម្នាក់ចុះ10000ថាឡាន់វិញបានន័យថាមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលប្រហែលជា20000ឆ្នាំរបស់ពលករម្នាក់តើមានពលករម្នាក់ណាអាចរស់បាន20000ឆ្នាំទេអត់មានទេអញ្ចឹងទោះបីជារិទ្ធិសេវកម្មាតនោះ
không prang prang cực một chút bài đầm bay song mà chả bỏ quát cứ song bởi rì chín có quát màn ai song bán đây vô prạc mời mơn thả lăn ní vì xa mà nâng prạc chân vô prạc hai chìa mà phây mơn chân nắm cứ bì xanh chân nắm rồi bỏ bởi lạc con mà này prạc ní chả nà bóng phá ôn chế tì xa lãnh môn bêl prạc kri xoay bởi tì vang quật lơ chơ chơ càng đầm bay luộc bát tiền ở bằng một nông lô. Bộ rịch xe và cà mạt King Servants nơi khả nông ở bằng mạng kết thân này chia chai giá rồi bỏ bộ nẹ đạt bỏng ra bạch chân mê cha khả nông thần nạ chi tiết sẽ có mình mên khả nông thần nạ chia bốt rồi bỏ bạch chân mê cha đôi dương được ở khả nế tiền đôi khả nế đại côn bỏng nông rồi bỏ bạch chìa King's Debtors nơi khả nông ở bằng mạng kết thân này chia chai giá rồi bỏ bộ quan tạc cả rấy rứ bộ nẹ bòm ra rồi bỏ bà chìm chá đà là rùa nơ kram krat vinh này đà là bòm ra bà ông tam tam rau ca rồi bỏ krat vinh này hai đà chùm biết bòm nọt bạp chùm bộ bà chìm chá dạng chả ra sân thức sân thọp mình ai thua ông bơ lọ ở vầy mối rứ thua ông bơ lọ bạn chả ra lửa lúc bà nà một song bằng một bạc đó trở nên sân thất sân thọp này bàn lại xong bình nất cho mỗi khi nhầm ôi đăng thả rí xe và ca mạc rồi bỏ bà rì chìa mình ai song bằng nó rồi bỏ quật rụt lại The king's servant was not able to pay his debt mà thay cho bước đọc bằng vậy khó mà phải prăng hai đời bước đẹp nụ khuyên à vậy song trong vai ra bạc quát bằng chi ở lúc luôn quát tiền bà bốn tiền côn tiền ra bò để quát miến đã mấy dọc bạc một song bấm nó nụ à tà bạc cần bị đám miến khá lâm xa đôi chân này thả bần tay để quát màn ai song rùi rồi nếp bạc đà miến tầm lai xa mà nâng bạc khai rồi bạc bốn lọc con mà nè để trời thư phương ca mà phây mơn chân nắm rư gò bì sàn chân nắm nịa ta nè nà sao rùi mà chá rà bà gọt gò trác băng gọp ai kê lục tiền gọt tiền bà bốn tiền côn bồm tiền à vây vây tiền ọt để gọt miên phong đà mây xong bòm nọt ta xong bòm nọt là bà gọt nâng nâng ọp bà mán kà thán nì miên này lên mà đây xong bòm nọt là bà gọt payment to be made miền này thả không thơ ở vây tiền ó tam đầm râu ca rồi bỏ cực về này đầm bấy đọc bầm nọt bạp để luôn bàn bỏ rất tổ nâng mà nước có đôi chế tổ nâng bệ chì mẹ chạc đây cầm lấy thả ca thơ bạp tổ nâng mà nông nằm nế miền này thả chế ca thơ bạp tổ nâng bệ chì mẹ chạc đây môn bê bệ kri xoay bệ tì vang quật lư chơ chú cán đầm bấy bóng thay bát tiếng ọc chấm đồ mô nụ lô mình bóng tất cả rấy rư khá mình nét bóng ra nà mà nét ở bọc ra chìm cha mình sẽ mất tập hiếp ách xong bóng nô bạp đò tràn lương lúc đò tràn sân thất sân thuốc đã gót chấm tiệm ra chìm cha tam tầm râu ca tam ca tiêm tì rô bọc cất bên này bàn lại thay nế khi ông xùm lực dục ông bơ bạp đọc rập hết rô bọc mô nụ 10 times of man's sins một chủ biệt chút bằng ơn đâm bấy ở bằng ơn đăng thả mà nội dương miền bạp tràn lửa lục miền bạp tràn sân tắc sân thọp hay mà nội dương chốt bằng một bạp này thôn thôn này chung bố bạch chế mì chá bởi băng xa mặt vết bạc lưu bạc tòa khuyên mà nội lục nàm mà nè mần thà nè nô không prang prap rứt là o prap rứt trăm trời prap rứt sức chả rứt đọc cầm rứt nà cả đời miền sản phẩm ách bằng thay bạp là bọc quạt nư châm bộ bạch chế mì chá bàn sọt lại hãy khiêm sông châm điệp thà nông châm nóng bạp càng đọc rộp hết ní bởi dương bàn chạy tới cư miền pram cụ bạp cát lãng bạp tầm ngài cả chìa cù nâng khả nịa ta bạp rộp hết tìm mùi cư chìa vầy bạp xã hạ bọn federal sin rứ có bạp đàm original sin cứ bạp đàn lúc Adam bàn thờ hỏi túc bầm nó ai dương sọ bà
dương mình prom tờ tuôn ca song bẩm nọ ba rất bậc kinh nên lời chơi càng chấm bổ hiện tế dương trở tại khom song bẩm nọ này là cái này ta ba property cứ chơi vậy ba to khôn personal sins ba to khôn này cứ chơi cú nâng ba sạp bón hay tùy nâng ba sạp bón cứ chơi ba đã đánh tranh khăn ông cái khăn ông vị trả nâng khăn ông chất rồi bỏ dương mà đẹp toàn ta ba prophet tị bày cứ chia vậy ba châm hò open sins cứ chia ba đại dương prophet đại ba châm hò ở nẹt là tị nặng ta ba prophet tị buồn cứ chia vậy ba lụi lẹ hidden sins ba lụi lẹ này cứ chia cứu nâng ba châm hò hay tùy nâng ba châm hò cứ chịu bạp đại dương prophet đại bất băng mình oi nhẹ đời tây đằng tệ ta bạp prophet tiệp pram cứ chịu vậy bạp khang vi nhiên spiritual sin cứ chịu bạp đại dương prophet to nâng prakri chịu prak bất tra ra bỏ prak chim cha nô lục vi ni chịu an nam ta cal rứ có vi ni ở cal chân ích đời xa tại bạp prophet ni ai bạn khám bệnh nhân cứ cảm mình chứa lưu Phật Giê-xu Christ đã chế phở chế chế vật nâng chế sức đề bật ta ba prophet tiệm ra mùi cứ chế vậy bạp thò mạ đà natural sins bạp thò mạ đà này cứ chế cứu nâng bạp khám bệnh nhân hay tùy nâng bạp khám bệnh nhân cứ chế bạp để dương prophet tốt nâng mạng đất tây tiệt mình thả to rằng nẹ nơi chật chật dữ rồi còn nẹ nơi chi ngài bị dựng lại ta ba prophet tiếp tục bị cứ chịu vậy ba để áp hay tô ban ba để ách lực tô ban pardonable sins cứ chịu ba để dựng prophet to nâng mân sư chết ba to nâng mân sư chết và Giê-xu trong bệnh chạy thả ba để dựng thừa to nâng mân sư chết ai tổ tu ca ắt tổ ban ai tổ tu ca lực lên tổ ban ai tổ tu ca áp hệ tổ ban ba prophet ti bẩm bảy cử chia vậy ba để áp hệ tổ mình ban ba đã mình ai lực lên tổ ban unpardonable sin ba đã áp hệ tổ mình ban ní chỉ cứu nâng ba đã áp hệ tổ ban hai tùy nâng ba đã áp hệ tổ ban cứ chế bạp đại cả lãng bị ca pra mát bệnh vệ nhiên rồi bỏ bệnh chế mạch chạc. Bệnh Giê-xu trung bệnh chế án thà nè đại pra mát bệnh nhiên bỏ bệnh chế mạch chạc mình ai tổ tù ca lực lệnh tố mình ai tổ tù ca áp hệ tố vì bệnh chế mạch chạc bàn lại. Ta bạp bệnh vệ tì bằng buồn cứ chế vậy bạp đại ca pra bệnh sins of commission cứ xâm nào ta lưu bám này ca prophet vây mùi đại dương mình của prophet ta ba prophet tị đọc cứ chịa vậy bám này ca mình prophet sins of omissions bám này ca mình prophet này chịa cú nâng bám này ca prophet hay tùy nâng bám này ca prophet bám này xâm nào ta lưu bám này ca mình prophet vây mùi đại dương của prophet sẽ vậy ô này ông bị bạp đại dương mình ban prophet này nơi khả năng ảnh tập bạch cầm bì ở rốn chân phúc bạm bì khó đập rắm nâng khó đập rắm buồn đôi chân này thả khó đập rắm thế bất khả nhầm mình dỡ là vậy để khả nhầm thơ nốt tế cách ca nạ để khả nhầm chăm thơ khả nhầm mình thơ này cứ chế bạp này ca mình prophet sins of omission rỉa cái ca na đặc khiêm sắp khiêm bài chế thơ vinh ní cư chế bạp nây ca prapat sins of commission khó đập bằng buồn khiêm mân prapat âm pơ lọ đặc khiêm chẳng thơ nụ tê âm pơ lọ nà môi đè dương chẳng thơ hay dương mân thơ cư chế bạp nây ca mân prapat tái bài chế prapat âm pơ ạc rõ đặc khiêm mân chẳng thơ tơ vinh âm pơ ạc rõ nà môi đè dương mân chẳng thơ hay những bài chạy thử này cứ chế bạp này cả prapat ô tì hò khói bị bổ rõ mà nè riêng cả prapon hài ta miên phần mà nè
ban song con miệt đà bệ đà tam chất đầy quật chẳng thử quật chẳng song con miệt đà bệ đà bần tay sư thật ta miên con bọc bà mắn để ai song con miệt đà bệ đà tam chất đầy quật chẳng thử đối khi niệm đài cởi bì rịp ca hỏi hay miên con miên chàng ta miên sva mây bà mắn nhé để chấm nai bê cho mùi phẹt hiệp bàn cực cơ đôi chất để quật trong thơ ta miên ở bốc và mạng niệm ai chấm nai bê lời cực cơ cho mùi nâng bật thị đà tạm để chất trong thơ bằng ta quật bái chi dốc bê lời trời chấm nai bê cho mùi phẹt hiệp chi cho mùi bật thị đà nó từ chấm nai bê cho mùi sợi mây và nơi khẳng kháu The crew mà nè còn phải thật tự chụp điện sau khí mà này thật tự rộp xì kháu nữa tự vệnh ca mà nơi cho mấy bà phân ca mà nơi cho mấy con nơi trong sạp đá để cất cua chụp này tự lại bàn chân nó chứ là thật bạp này ca mình bà phân rì ai ca tự chụp này tự cho mấy sợi khmer kháng kháu nó nhưng là thật bạp này ca bà phân bắt đầu trong này sông vô thạc nhưng mình bàn lực được đi đầm bay chắp cả một nền nà lại nhưng lực vô bạp tèng đọc rập hết rưu bạp tèng trăm cư này bọc bằng hành chút nó bay đâm thà mình đúc mình nè mình thà dương chìm đủ lọ mình đúc sạch rất cầm rất nà cả đời bà mình bằng lực cao bằng phải bạp là bọc bạc kì chùm nụ bạp dương tình ọt tín dương chùm bẹp bằng nụ bạp cho nên lực lực dương chùm bẹp bằng nụ bạp cho nên sân tất sân thốt nơi chấm bùn mà đâu nâng nơi chấm bùn bể chìm mình chạm bằng phần cái thế sự lạnh khi miết đầm nâng là o mùi chấm đẹp bắt bằng phần đầm nâng là o này cứ bể chìm mình chạm trong lúc bùn nô ba ở bờ dương chào ở hơi đời xa bờ bờ tra ở bờ ông rồi bằng phải ba chấm bùn dương càng trong rồi hơi nơi lơ chơi chán được chưa nè bà bây đá trung lên tìm tì ở bước nét mầm ra rồi bà ông thưa cách ca ở vầy mùi đầy bâng lưu cầm lăng rồi bạc luôn ai tam đầm râu ca rồi bạc rực bên này tam ca tìm tì rồi bạc rực bên này tiết hai bà rùa khuyên nè nà mà nè ai xong bầm nọt bà đầy luôn chụp biệt bà chê mê cha đầy luôn ai rùi xót lại xong anh chơi tạm đàn mơ đầm nâng lỡ nơi nâng ổ bà mạng cắt thà rồi bỏ dư nơi thằng ngày để mình bảo bồn này chúng mới khuyên nhầm rít xe và ca mặt nó bán tổ tù cả lúc bồng nó chào bì bà rì chìa the servant's death was all cancelled by the king mà thay cho bước đọc bằng bấy khó mà phải bà mùi đọc khó mà phải bà mùi khó mà phải bà mùi đôi chân nên bầm ra nó có lúc chân cung nơi chân bố sạch. Tôi ông bò thà, bố bất bạc cả rõ nà. Xong trong mấy ta bần dịp bê lại tôi bằng cung sân. Tôi bằng cung nâng xong bạc ông cực chân nguồn. À ta bạc kỳ bí đàm mên khlâm xa đôi chân nên thà. Đôi chân nên, rị xê và ca mạt nó có lúc chân cung cho tiên ông bò bạc ông thà. Xong bạc cả rõ nà, trong tốc bê lại tôi bằng công sân tôi bằng công nâng xong bà ông vinh cực chấm nuôn khó mà phải bằng bì đại bố mê bà hà rà tây ảnh nát ả sâu đó quát cháu vai có đọc lên quát tèn lúc bồng nô rà bà quát cháu tiết phong ả tập bắt cầm bì đà miên khlâm xa đô chân này thả đòi miên bà hà rà tây ảnh nát quát mà chá rà bà rít xê bà ca mạng nó có lên quát hay lúc bầm nó rồi bà quát cháu rồi tìm ổ muốn bê bà kri xoay bà tìm bằng cốt nà lưu chơi chì càng đầm bấy bóng thay bạp tìm ổ chùm đồng nô lưu bà chì mê chá trung à phay tù ở nẹ ná đại trung trong à phay tù God would forgive whoever he would forgive nị khám mà nàng chà bụ sàng sợ bấy khó đọc bàm bì đó khó đọc bàm buồn khó đọc bàm bì bà rơi ông mẹ chá, mình bà rơi bàn tùl mọc căn lục mô xê thà. Dương nâng thơ tam sơ nông bô rộ bạc nè. Thơ dương bình chất nâng nè. Hai sơ con nè dàng chế bà. Thơ dương sẵn đọc bà nè.
hay scroll nhẹ nhàng chụp bắt khó tập làm bài lúc mua xe tu thả xong bà ông bằng hành sẽ lấy rung rương là bà ông ai tu bằng công khơi phong khó tập làm buồn bà mẹ chắc miền bà bằng tu thả dương năng xâm đại sẽ đầy sập bà 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 dương hay dương bà cách mô dương chế bà ông mẹ chắc nơi châm bố mục nhé xong bà ơn sắp đập át bằng bì to tờ tiết để chế châm bà xâm khăn dương nâng miên chất mê ta cả rà nà đo nà nà đầy dương mê ta cả rà nà dương có nâng miên chất án át á sâu đo nà nà đầy dương án át á sâu đầy át tờ bạc kỳ bị đàm miên khlâm xa đôi chú nè thà dương nâng sân đọc rà nấy nẹ nà đầy dương trong sân đọc rà nấy dương có nâng mê ta nẹ nà đầy dương trong mê ta đầy bạc bát đà vịt trung dụ chất bác ông bí bà hà rà tây mê ta nâng ca sân đọc rô nây rô bọc bà chê mê chá hết ní hai bàn chê bà ông trung nị bôn tâm lụt nâng ca ông châm bụng mờ rôi bấy khó bí đò khó bán đâng bấy chlọc bánh chăng ôi khơi nh thà bà chê mê chá trung mần kron tè lúc bầm nol ba bà bọc dân chào tê bà ông thèm tiền bà tin cun bầm nay tiếng ở đó dương tiệt phong God did not only cancel the debt of our sins but he also gave us all his benefits copy ở pro lưng khiêm ơi cho thoái bà bò bà Jehovah hãy cùng ở phlịch tiếng bà cun rô bà ông hãy cùng ở phlịch cun bầm nay tiền ở bà bà ông khó bày đá bà ông ớt tu group tiền ông bơ tư chật rà bà ai có bà chung ngư tiền bà màn rà bà ai ở bàn chi khó buồn bà ông chui chú bật ai ở rút tì rừng đàn hồi dốt bà hà rà tây sọc bà rõ nâng bà hà rà tây mê ta kà rà ná bòm bẹ chi mà cốt bà ai khó bà rằng ព្រះអង្គប្រោះប្រទានឲ្យជីវិតឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយរបស់ល្អដើម្បីឲ្យវ័យក្មេងរបស់ឯងបានកែឡើងជាថ្មីដូចសត្វឥន្ទ្រីដើម្បីឲ្យយុវវ័យរបស់ឯងបានកែជាថ្មីឡើងដូចសត្វឥន្ទ្រីបងប្អូនទីស្រឡាញ់សូមបងប្អូនជ្រាបថាមានមូលហេតុយ៉ាងតិច៣យ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់ ទ្រង់លុបបំណុលបាបទាំងអស់របស់យើងចោលដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អភ័យទោសឲ្យយើងរួចពីបាបទាំងអស់មូលហេតុទី1គឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតអសូរយើងជាពុនពេកមូលហេតុទី2ព្រះជាម្ចាស់សពហារតីឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ជាមួយសេចក្តីអនុញ្ញាតអសូររបស់ព្រះអង្គនឹងមូលហេតុទី3គឺ ព្រះជាម្ចាស់សពហារតីឲ្យយើងចេះអនុត្តអសូរមនុស្សដទៃទៀតមិនថាមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារយើងក្នុងក្រុមជនរបស់យើងក្នុងពន្តកិច្ចយើងក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងឬក្នុងសហគមន៍របស់យើងដូចព្រះអង្គទ្រង់បានអនុត្តអសូរយើងដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមនុស្សខ្លះពេលកំសត់កំរជាមួយគ្នាពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ តែដល់ពេលមានបានពេលមានមុខមាត់ពេលមានកិត្តិយសពេលមានលុយកាក់ពេលមានឋានៈពេលមានអំណាចអ្នកដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាក្នុងគ្រាក្រហ្នឹងស្រាប់តែបោះបង់ចោលគ្នាធ្វើជាលែងស្គាល់គ្នាគិតមុខគ្នាមិនចង់រាប់អានមានតទៅទៀតឡើយមានន័យថាអ្នកដែលមានគេរត់រកអ្នកដែលមាន គេលែងរវល់នឹងអ្នកក្រទៀតហើយនៅក្នុងឧបមាកថារបស់យើងក៏មានដំណើរស្រដៀងគ្នានេះដែរពេលចប់បំណុលមិនអាចសងប្រជារួចតទៅសោះនោះរាជសេវកាម៉ាត់នោះមានចិត្តស្លូតបូតមានចិត្តអាណិតអាសូរប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់បានទទួលការលុបបំណុលចោលពីប្រជារាជសេវកាម៉ាត់នោះមិនអភ័យទោសឲ្យអ្នកជាប់បំណុល ឲ្យអ្នកជាប់បំណុលគាត់ទេ
The servant did not forgive his debtor. Matthai chapter 18, verse 28, to verse 31. Verse 28. But when the servant was sent away, God ban chup nung ku kon របស់ khluon mneak dai chompek prak kot 100 denari. Kot ko chap chbaich ko dai no. Tiang poul tha song prak dai chompek khnyom nung mok. Atabat kapi dam mien khlam sa doch neh tha. Pel ri sevaka mat nuh cheng teu, kot proteh saha sevaka mneak របស់ kot dai chompek prak kot 100 denari. Kot chap nung nuh chop chấm bách co yang này hai pol tha châu song prạ đã anh chấm bẹ anh vinh mọ nhưng chẳng dọ ạc can ấy chấm rượu bài bóng ôn tượng ạc nịa đâm tha mùi đến nà rì miên tầm lái xoay nâng prạ chú mùi tháng ngày rồi bỏ pol lạc con mà nè hai xa hạ xe bạc cá rơi co nét đẹp bằng ra sạch rùm cho mùi xe bạc cá mạng nè nó chấm bẹ prạ có tay mùi rồi đến nà rì tế cứ smile nâng prạc chân nguồn mơ rồi thằng ngày là bỏ bởi lực con mà nè. Khó mà phải bằng buồn. Đốt chân nè. Cú con là bỏ nạn nó có crap cho hai ông gó quạt thà xô mệt ta vẫn dịp bê ở khía phong khía nâng xóm ai. À ta bắt cái bí đám miền khlâm xa đốt chân nè thà. Đốt chân nè xa hạ xe và cạ là bỏ quạt có lớp chung công cho nè đã bỏng ra sạch rùm chân mùi quạt có lớp chung công cho hãy ông vong có thả xung tục bêl ở khiêm sân khiêm nâng xóng anh vinh cực chấm nguồn khó sạm sập thầy quạt mắn bóng tê tôi tự vinh quạt bái chế chấp nạn nụ dục tự đặc cục rồi hốt to tệ bán xóng bấm nguồn ruột át tập bắt gặp vị đám miên khlâm xa đôi chân này thả quạt mắn bóng tê tôi tự vinh quạt chấp nạn nụ đặc nâng quan tình này kia rồi hốt to tay nhẹ nụ xong bấm nó rùi. Kho xàm xàm mùi. Cá bụ cu con đã bỏ quạt khí đủ cho nó. Kê miên chất chư chá chư khăn. Hai kê nông miên tự tu prap cho vai đã bỏ luôn. Vì cá chẳng bảo mán đã bằng cát là. À tập bạc kê bị đám miên khlâm xa đủ cho này thả. Bế bụ xà hạ xê và cả đã bỏ quạt khí cả đẹp bằng cát là. Bế bụ xê và cả đã bỏ quạt khơi hẹp ca để bàn cả láng bộ kê bị bạc chất giang khăng hơi tờ rì ca thoai mà chả là bọc bộ kê ông bị hẹp ca thằng óc đã bàn cả láng bọn phá ôn chế tì xa lãnh ta chả bạch co giang này nơi khăn ông ọp bàn cả thân ấy miên nây giang đừng mà đây chả bạch co giang này began to choke him miên nây thà chắp công hóa và căn tố rốt rương kiếp sân cót nâng phát đăng xa hạ xe và cạc đại chất bạc bầm nổ khu lươn đại chùm niệm bầm ra rồi bỏ phát chùm cha chùm môi khu lươn đại ta chấp đại chất bạc bạc dục tôi không khen miền này đừng mà này chấp đại chất bạc bạc dục tôi không khen put him in prison miền này thật đặc tố đại chất bạc bầm nổ khu lươn srop tam bằng chi đại chất bạc căn quật tam krat vinh này. Rồi ní, mẹ bình chạy cho bác nông cổ lốt cho bốc bì khó đập buồn. Mình này khá xua khi nhầm thà hát là mấy bàn chỉ kì bỏ sát khá để bàn tờ tu cả phải tu vì bệnh cho mẹ cha. Rút hài mình prôn ọt tốt đò nẹ đò tế tiết để bàn thơ khóc thọ nâng quạt. Châm lại nẹ đà chư bà Giê-xu kì hài thất nơi chọc khá đầu bình lứ chết áp phê tố ai khí tớ vinh tâm mộ. Phần tay nạ chư bà Giê-xu hỏi thất nơi khăn sở đình ngân ngất mình chết rứt có mình prôm áp phê tố ai khí tê xong mình chơi tam đàn rừng này chơi mỗi khí nhầm cả thất nơi khăn sở đình ngân ngất hút lọt tập hòa chia sống ấp nâng ca mình áp phê tố ai khí. Being in the darkness results in hatred and unforgiveness. Dù hán xài tìm mũi chúng phục bị khó đập, đọc khó đập mùi. Khó đập, nẹ na sở lãnh bóng ổn, nẹ nụ thật nơi khăn ông bồn lưu. Nẹ na thật nơi khăn ông bồn lưu, nẹ nụ sở lãnh bóng ổn rồi bọc luôn. Hỏi khuyên ở vây thua ấy quật, rồi viết chất chanh bị chung nửa lại.
có đóng nuôi rí ai nẹt nas ấp bằng ổn nẹt nút thật năng nông sự đánh ngưỡng ngất nẹt na thật năng nông sự đánh ngưỡng ngất nẹt nút ấp bằng ổn rồi bọc luôn nẹt nút ấp bằng ổn rồi bọc quạt kì ruốc nông sự đánh ngưỡng ngất tiếng bấm đăng thà luôn cầm bông tay na thon ruốc sự đánh ngưỡng ngất bàn phụ ấy phải bọc kì tới chìa khóa mình tháp phần này dự tiền cưu phư dân nào cả đói bởi dân ruốc nâng nông sự đánh ngất hơi thư tầm na nâng nông sự đánh ngất dương mình đang thả dân cầm bông tại thư tầm na từ nạp hòm bọc bọn chứ tí xa lãnh thất nâng nông bình lử abide in the light minh này thả thất nơi chộp nâng bạc bánh tu cứ thất nơi nông bạc giê xu đại chế bình lử bọn phá lư mô nông lộ dù hàn chế bộ mùi khó buồn nâng khó phạm buồn thất nơi nông sự đánh ngất be in the darkness minh này thả thất nơi chộp nâng cực bên này để nông âm nông lục slap crom âm nạch ra bọc bạc dù hàn chấp bụng môi khó pram cơ rừng thốc xài tì môi chấp bụng đập pram khó hà sập pram môi cơ rừng thốc xài tì bì chấp bụng bay khó đập buồn đủ chứ nét bà bọc ôn khơi Chris bọc sạc khá rư gọc Chris sạc nạc chân khá mân thạc quạt chê nẹ chư thò mà đà khá đói rư gọc chê nẹ đâm nằm khá đói bà dân khơi quạt nơi tài sạc hay mân chê áp hay tô ở Chris bọc sạc đọc tài tiết miền này thả quạt cầm bông tài thất nâng nông sức đầy ngưỡng ngất hai tu bây quạt sân bạc thả quạt cầm bông thất nâng nông tân lư cả đời phó tăng này cả thất nâng nông sức đầy ngất cứ cả sắp bằng ôn đã tài tiết hay mần prom áp hay tốt ai bằng ôn đã tài tiết đại chỉ nẹ chư Phra Giê-xu nội khổ lụt này môn Phra Giê-xu trong xoay Phra Tư Phong Cốt nét đẹp bàn tật tù cả áp hay tốt vì Phra Chìm Chà hai bà quát mân chè phải tội nợ đã tệ tiến quát nâng trở tự tù ca và căn tố nâng cá đã tố vì bệ chìa mẹ chà mình rừng ní miễn bệnh chạy chung nhạc bác nâng khả nâng ổ bằng mạng cả thả bà dân đôi tỏ tệ bệ rì chìa trông ái kệ đặc tố rì xê và ca mạng nô tố tệ quát xong bằng nô lô cực chồng nữ The king handed over his servant to the torturers until he paid back what he owed. Mà thay cho bút đọc bằng bầy, khó xàm bì, đọc khó xàm sập buồn. Khó xàm sập bì, bên nụ, cho vai có hai nẹ nụ mơ, hai xua nẹ nụ thả, nè nẹ bằng ra ạc rõ, dương bằng lúc bằng nô rồi bỏ anh, cho thằng ơ. Bố anh bán, tổ tu ông vò dương. À ta bắt cái bì đám, mình làm sao đổi cho nè thả, bên nụ, mà cha rõ bỏ quát, trúng có cả hai quát mà sửa thả nè sê và cà mạng ạc rõ dương lúc bầm nô bà anh chào ở hai bố anh ẩm vò dương khó xàm sợ bầy đối chân nè tờ mân cụ ai ai ả nấp mê ta đó cụ con rõ bà anh đối dương ban ả nấp mê ta đó anh tê rứ ả à tờ bắt kỳ đá miên khlâm xa đối chân nè thả tờ mân cụ ai ai miên chất mê ta đó xà hạ sê và cà rõ bà anh đối dương miền chất mê ta đọt anh tê rứ khó sáng sợ buồn cháu vai rõ bọn nẹ bầm rán nút miền sợ đầy kraut chì khlăng có bằng chú nẹ nút tự oi kì thơ tì rôn nạng căm rồi hốt tô tè nẹ nút bàn xong bầm nol cực chồng nuôn à tà bát kì bì đá miền khlâm xa đồ chân nè thả mà chắc rõ bọn quát trung kreo kraut mê nê thả trung bì rút giang khlăng hơi trông bà côn quát tại ôi nạc thư tiêu rô nạc cắm rồi hốt tố tại quát xong bông ngọt ơ ta rị xê vô ca mát ạc rõ nơi khả nông ổ bà mang cả tháng này chia chai giá rõ bò nè nà rị xê vô ca mát ạc rõ rư nẹ bòm ra ạc rõ the wicked servant chia chai giá rõ bò nẹ đại tăng khả luôn thà chì nẹ chư bà Giê-xu ta mần chê áp phê tông ai kê bởi quát mần thất nâng nâng bần đưa tê cứ quát thất nâng nâng sức đầy ngưỡng ngất nơ lại ta mần ảnh ảnh mê ta cú còn mình này dạng đôi mặt đấy mần ảnh ảnh mê ta cú còn had no mercy on his fellow servant mình này thả mần ảnh ảnh mê ta xa cả rấy nâng xa xe vật cả ra bạc quát đôi bạc chìm chá trong bàn ảnh ảnh mê ta quát nụ lại xa cả rấy cứ nhận đá thua cả chưa mới quan sa hạ sê và cắt cứ nẹt đà bầm ra chưa mới quan
ឲ្យគេធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់តែអ្នកនោះសងបំណុលគ្រប់ចំនួន handed him over to the torturers until he paid back all he owed មានន័យថាប្រគល់អ្នកបម្រើនោះឲ្យក្រឹតវិន័យឲ្យអ្នកធ្វើទារុណកម្មយកទៅដាក់ទោសយកទៅធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់តែគាត់សងបំណុលដោយខ្លួនឯងគ្រប់ចំនួនម៉ាថាយចំពោះ18ខ34ឬរហូតតតែព្រះគ្រីស្ទចេញព្រះភ័ក្រមកសងបំណុលជំនួសគាត់គ្រប់ចំនួនមានបងប្អូនខ្លះបានលើកសំណួរមួយមកសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូបានអបតើការអភ័យទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចាំបាច់ណាស់មែនទេសំខាន់ណាស់មែនទេនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏ពួកគ្រីស្ទសាសនិកជនចម្លើយបាទការអភ័យទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនគ្រាន់តែចាំបាច់ចំពោះគ្រីស្ទសាសនិកជនប៉ុណ្ណោះទេគឺចាំបាច់ចំពោះមនុស្សទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកនោះមានជំនឿបែបណាក៏ដោយឬក៏ជឿលើព្រះណាក៏ដោយតើតានេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីភាពចាំបាច់នៃការអភ័យទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក The necessity of forgiving one anotherម៉ាថាយចំពោះ18ខ35ដូច្នេះព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ក៏នឹងប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នករាល់គ្នាដូច្នោះដែរប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសឲ្យបងប្អូនរបស់ខ្លួនដោយស្មោះពីចិត្តទីនោះអត្តបទគម្ពីរដើមមានខ្លឹមសារដូច្នេះថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនអភ័យទោសឲ្យបងប្អូនរបស់ខ្លួនអស់ពីចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាទេព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ក៏ប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នករាល់គ្នាដូច្នោះដែរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលចេះអភ័យទោសឲ្យបងប្អូនដល់តិចទៀតដោយស្មោះអស់ពីចិត្តគឺជាសិស្សដែលបានចាក់ឫសមកមុនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសិស្សដែលស្គាល់ជឿនិងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ16ហើយព្រមសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់បងប្អូនទាំងនោះដូចព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់គាត់ដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត្ថកថាស្ដីអំពីសេវកម្មម្នាក់ដែលមិនអភ័យទោសឲ្យគេ The Unforgiving Servant នៅថ្ងៃដែលមានប្រពន្ធនេះបង្រៀនបងប្អូនជួយគំនិតបងប្អូនចិត្តដួងចិត្តបងប្អូនឲ្យទទួលស្គាល់ថាការអភ័យទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់និងជាពន្ធការីរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមយើងជាសេវកៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែដើរតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវតែដើរតាមគំរូរបស់ពួកសាវកជាពិសេសសាវកបុលក្នុងការគោរពរាប់អានគ្នាទទួលស្គាល់គ្នាឲ្យតម្លៃគ្នានិងការដែលយើងចេះអភ័យទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមទៀតថាអត្ថកថានៅថ្ងៃនេះស្អានជំនឿរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងមិននៅដដែលទៀតឡើយធ្វើឲ្យជីវិតបងប្អូនកាន់តែមានសេចក្តីសុខសាន្តលឹះពេលណាពេលណាទាំងអស់សូមប្រជាម្ចាស់ប្រទានពរបានលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកបានទទួលប្រពោពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកគ្រូមុំបានាបាក្នុងពណ៌នកិច្ចរបស់សមាគមគ្រប់ពូជនៃជីវិតហៅកាត់ថាសូឡាហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកឲ្យចូលរួមចំណែកចែករំលែកប្រពោនេះដល់ជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈដងវាយដ៏សប្បុរសរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចផ្ញើដងវាយផ្ទាល់ខ្លួនមកគាំទ្រដល់ពណ៌នកិច្ចបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណតាមលេខគណនីធនាគារ ABA 001 624 873តាមលេខគណនីវិញជាដុល្លារ037 747 92លេខគណនីវិញជាលុយខ្មែរ037
747 ឬតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម017 900 510 018 838 012 877 425សូមអញ្ជើញពិសោធន៍នៅអំណរនិងរង្វាន់នៃការចែករំលែកព្រះពរបែបនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ